Chào các bạn nhé. Ở video này thì mình sẽ thống kê cái mình sẽ thống kê và đưa ra cái biểu đồ của cái doanh thu ngày, doanh thu tháng. Thì ở đây mình có hai đơn sự mình xử lý này, xử lý này. Thì ở chỗ này mình show ra cái ngày ngày mua nhá, ở cái đơn hàng mọi người vào cái trang đơn hàng ấy. Module này user presentation ngày đây mình sẽ cho cái thời gian này. Thời gian đây đấy, thì ở đây mình sẽ cho này format DMI đấy 1 6 7 8. Ở đây thì mình sẽ trong tổng quan này mình sẽ thống kê. Đây mình sẽ đưa ra một cái biểu đồ nhá. Đây mọi người mình dùng hay dùng thằng đây mình hay dùng thằng này này. Mình chọn một cái demo đi. Đây mình dùng thằng này nhá, thì mọi người đẹp quá. Không biết được. Đây thì ở thằng này thì nó sẽ cần những cái CDN này. Mình vào trang tổng quan. Đây. Mình sẽ vứt nó vào đây. Ok. Tiếp theo là nó cần một cái container. Thì ở đây mình cũng cho một cái row đi. Đi row này. Đấy, ở đây mình sẽ show ra những cái danh sách tại đây là danh sách đánh giá, danh sách liên hệ mới. Mình sẽ show ra là đơn hàng đây. Danh sách đơn hàng mới này. Ok. Thì ở đây mình sẽ tạm bỡ như này đã. Cho hai cho nó đều. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái container như này, ok. Mình sẽ copy lại cái giao diện của nó. Đây mình sẽ có lại này. Ở dưới này. Đây thì mình sẽ bỏ bớt đi những cái mình sẽ bỏ đi những cái mình cho là thừa. Đây mình để hai cái không cái này thì đây mình xem lại này, đây như thế nào này.
Thôi chúng tạo kiện được. Đây mình sẽ làm này. Đấy mọi người thấy là nó sẽ show ra đây này. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ sửa lại thằng này một chút là đây đi. Doanh thu ngày này. Doanh thu tháng này. Ok. Trong tháng 67. Đây, mình sẽ bỏ đi thằng này. Doanh thu ngày. Doanh thu tháng. Ok. Đấy. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là mình sẽ làm sao? Ở đây thì mình sẽ query theo cái query ngày à, query đây. Xem Laravel này. Thì xem ở thằng Laravel nó có hỗ trợ những cái câu query theo kiểu thời gian. Credits. Đây, credits này. Là theo ngày đúng không? Ok. Đây này, quay đây là đây. Quay đây là hôm quay đây. Đây. Quay đây là một ngày nào đó. Đây nhá, thì mình sẽ lấy doanh thu này. Vào cái trang trang này đi. Còn chờ admin controller đây. Mình sẽ lấy là doanh thu ngày này. Thì sẽ ở bảng là mọi người đây. Transaction này. Where mình sẽ where theo where date đây. Where đây đi. Where đây là ngày 13. Đúng, ok. Mình sẽ where đây này. Theo cái gì theo cái update nhé update đi và cái date là ID nhá đấy có một điều kiện nữa là que này cái đơn hàng là admin transaction. Status này que thằng này bằng transaction đã xử lý đấy ở đây mình sẽ sum sum cái gì mình sẽ sum cái sum mình sẽ tính tổng tổng cái tổng tiền của đơn hàng mà tổng tiền của đơn hàng là mình sẽ lưu cái bảng nào nhỉ cái cột nào nhỉ đây total đấy mình sẽ xong một câu tiếp theo nữa là doanh thu tháng tháng thì là tháng thì sẽ là month này month là tháng nào đúng không ok mình sẽ nhân bảng này lên ra đây MONTH măn que măn với IM I à tháng là M đúng không? Rồi ok thì ở đây mình sẽ có mình sẽ chuyển vào hai cái này sang đây măn. Đấy thì ngày ở đây ở cái này thì mình sẽ chuyển cho nó đây đây mình tháng tháng rồi chạy thử ồ
đội 404. Ở đây mình sẽ NFT. Oh. Để mình chút nữa mình xem là sao nó lại thế nha. Là một hai thế mà sao thằng kia nó lại không được nhỉ? Ở đây mình sẽ rồi ở đây mình sẽ cho nó vào mạng thằng nó rốt mà chắc không cần đâu. Đây đấy, thì đây mình sẽ cho nó vào một cái mảng như này đi, mình sẽ có data money tăng gồm cái gì. Ở đây mình sẽ gồm có là name này, thử xem nào. Và thứ hai nữa là y y là cái số tiền, ngày là Monday. Đây mình cũng ép kiểu nó về ép về kiểu đi. Tháng ok, ở đây mình sẽ data đây sẽ là data money. Đấy. Ở đây mình sẽ là JSON. JSON encode đi. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy giá trị này ở bên ngoài này đã. Less. Đây. Less data. À. Đấy. Ok. Con sao lọc data ra xem là nó đang là cái gì. Mình sẽ là gì clear đi thôi. Con string to object. Đây mình sẽ tên này. Đây thì nó có thêm cái ký tự. Nó có mấy cái tự đặc biệt. Và thì khi mình convert sang kia thì nó sẽ sinh ra những cái tự mình sẽ phải xóa nó đi. Và thằng này đây thằng data mình sẽ chuyển thằng data xuống dưới. Xem các data đâu có đâu. Security passes. Đây phần này đi.
Đặt cho là từ đây lúc này là sẽ như nào. Ok. Một chút nữa. Xem lại cái cấu trúc của nó thì sau khi mình encode nó thì nó ra như này. SQL using path. Xem thằng này nó sử dụng những cái gì. Và mình nó chèn thêm một số các cái từ đặc biệt. Ở đây mình sẽ sử dụng thằng data Đây thằng này nó listen listen đây mình chụp này xem cái này được xem data replay cha đây ok thì làm sao đây. Đấy nó sẽ là một mạng thì ở đây mình sẽ vất thằng này vào ở đây mình sẽ đây. Đấy, các bạn sẽ có cái doanh thu của nó. Ở đây thì mình sẽ đổi lại đơn vị thằng này là Việt Nam đồng này. Ok. Ở đây mình sẽ là thay là column này. Brow đây. Biểu đồ doanh thu ngày và tháng. Bỏ xuất ở đây
Cái này là mức độ tăng trưởng. Mức độ tiền đấy. Đấy. Đấy, ok. Bây giờ mọi người muốn thêm một cái gì thì cứ nhét nó vào thôi. Đấy, vậy là mình đã xong cái biểu đồ này nhá. Biểu đồ doanh thu. Bỏ này đi. Giờ muốn thêm mà ngày tháng, ngày tuần tháng năm đấy thì cứ lại chèn qua đi, xong rồi cứ chèn vào cái object này này. Ví dụ đây, đây là ví dụ như giờ mọi người muốn mình ví dụ nhé, ở đây là ví dụ như là doanh thu ngày, doanh thu tuần đấy, tiếp tục với doanh tháng doanh thu năm chẳng hạn đúng không, đây mọi người thì đây doanh thu năm đấy, ví dụ như mình đã là thế, mọi người sẽ muốn add thêm đấy thì nó sẽ tự động nó thêm cái giá trị như này. Thay mình thay đổi thằng đây vào đây đi cho nó nhìn nó lệch lệch chút đấy, thì ứng với một cái điều kiện như thế thì mọi người sẽ quay đi làm sao như nào ra kết quả, thì cái ra thì nó sẽ có một cái biểu đồ như vậy đấy, đấy thì mình ở đây mình sẽ sau đó mình sẽ đơn hàng tiếp tục là mình sẽ có danh sách đơn hàng đúng không, đơn hàng mới nhất này. Đây. Mình sẽ có đơn hàng mới nhất này. Danh sách đơn hàng mới. Ở đây mình sẽ limit, limit. Đây mình sẽ lên 5. Order by DSC. Đây. Yes. Mình sẽ có transaction. Đây là new nhé. Đây. Đấy, ok. Thì ở mình copy lại cái chỗ transaction thằng này. Có table này. Đấy, sang cái chỗ này. Đây là phần quản lý. Đây mình sẽ đơn hàng trong cái sân đi, ok error ở đây, đây mình chưa yêu cái model của nó vào, nó vẫn đang lỗi à? À chưa order by nào đấy, ồ dài quá nhỉ, ở đây mình sẽ cho thằng này nó ngắn lại một chút, chỗ này là 8, chỗ này là 4 đó. Đấy ok, thì ở đây thì mình sẽ bỏ đi những cái thao tác đi, đây đây mình sẽ sâu cho nó như nó tổng quan tên khách hàng, địa chỉ, bỏ luôn cái địa chỉ đấy, ở đây thì đúng là mình sẽ lên sâu những cái đơn hàng mà chưa xử lý này, nhưng mà thôi không sao đấy, vậy là ở video này à, cái cao này thì mọi người tự cao nhé đấy. Nói chung là mình không làm hết nhưng mình sẽ làm một hướng dẫn qua, còn những cái phần cụ thể chi tiết thì mọi người sẽ làm, còn là phần nào chưa hoàn thành thì mọi người sẽ hoàn thành nốt.